Sợi bất bộ cót mình mến trong tài lục liền mục tế cứ liền nấu bị xâm đầy á cơ rộng nâng nè chẳng xâm rạp ca lục bốc mến tên mến sợi tài bê lục tế có phần tay chùm bốc bị xâm đầy á cơ để dân trao chùm rùa cháu cứ cực bê về lìa cứ chỉ thăm mẹ bạn đẹp bạn in daily life cứ đói ngày cực bê mình mến tài bê bật tê mến thế mến thế mến ớt chê tập cực thế nè ngày trống có ớt thế nè mến thế lưng ít có ớt thế tam bích cư trâu tài liên chùm rẻ rõ ngày con tay chỉ thông mặt ra mà đưa dưng bạc này máu bị bạc mọt nè ngày mến mến sao dễ dễ bạc này bạc mọt thầm không mến thế em mình có xiêm xiêm mặt sâu trở lại cho mình không ạ? Nâng này tăng bất mọt tập bán dưỡng tạch chiếm này nét miếng bì này nét tạch chiếm miếng bì chiếm mọt miếng rốn bì mọt miếng rốn tầm môi bên ca nghe với trang một bao cứ miếng này thả ao dương để dây nó ở tết chiên sẽ đặt giờ đây cua tay để dây ở tết chiên sẽ đặt vì bữa ấy bê để nhận nhau sẽ đặt miền cầm họ thì tay để dây ai miền cầm họ mền đấy nhận nhau con để bao này mới bắt học thì còn tệ bà tự chịu sẽ đáp chân bằng ná có ớt miên cầm hồn này. Còn tệ nì dây à miên cầm hồn đòi xa sẽ đáp miên là ná chắc tôi mớ có miên là ná chắc tôi còn bằng tệ ca nì dây rồi bỏ dưới ác miên tốt rồi hốt đó sẽ làm cầm miên này mến thế mến đấy đôi chạm chạm dưới thằng mấy trầy cầm liếng làm rùm mọt mến đấy nè ẩn nát áp cẩn lò bàn sọc tốt phong rùm đàn nè mến bị trả nè nâng chẳng tê ngay trọng sở đây thật nơi trọng trong trung nơi không rưỡng nước tháp rung mà nó vô tực liệp trung tam bất kỳ trong ngụt tực vấn đề mạch ban chỉ lục đã thành ở trong trung về để dân ngụt tức bên ngụt tật trung nè nhìn thấy không ngụt tăng bị cơ ba lắm không ấy mình đấy rồi hốt tật đó chứ chứ mạch ban tha vô tực mà liệp trung trung nâng về mạch trung vì pro trung nâng nục nông trung nâng về bạch đồ mẹ nè bạch đồ cái tầm nang ở vây ở vây tầm ho xung bay tật sna há có cái đại rung bạch đồ mẹ nè đại rung khu khá bà lên mẹ nè mẹ nè cứ chất chỉ cho ra sai nâng hạ tình diện này ấy. Vì bất thả tu tình cái những cầu miên chất xinh xinh ca bân tế xâm khăn à bệ đồ nâng cư chưa cầm lãnh bệnh chôn chiêm tâu cực xa biên cài mền đấy mền đấy mình lúc để lớp chia mấy nó kìm hỏi khăn khăn rùm hợp khăn cà nà rùm hợp khăn bè đồ nâng lột khăn xâm kiệt chiêm rốt khăn ai đặt cái xài chiêm sạp chẳng tì ở xài này chất đòi trả ơn cứ bè đồ nâng ai ngu tức trở chạy ấy ngu tức trở chạy ấy trở chạy cài mình ấy
ngút tức tới chết đó chết hết đó xung bây ta khai thuệ snow nâng cả đời bây để nhận dung không đồn em mà nè và cấp thì sẽ thật cả đau nè đây sẽ thật tới chết nạt đi mến thế snow trong thuệ mà mai cả đời sạc và chăng cuộc quyền mà mình sẽ thật anh tới chết nào hết sẽ thật mình sai thá anh cả đầu nó để tăng tính nâng cung tầm đọc chân hạ tự diện đi trâu thô ạ à cọ đọc bóng này đại chiếc cũng đau bất và cất cứ kỳ lệ nồng chất sắn đàn đôi chiếc lộ phê tổ xa mồ hát y xa mạch xa tự diện nâng bông vô việc máy nó mang dòng lẻ lắm nè phần là tôm nên khai sẽ bông lẻ mà bà lúc máy phần là máy vẫn sẽ đáp bông lẻ máy bán lúc máy bông lẻ mà bông lẻ máy cứ sập hiệp ác cọ đến nơi nóng chết vô xây từ liền tự cọ đi đang ở từ chuyện thì tự xây còn đang ở từ chuyện này được phép trở nên cả nam miên chất trở nên đừng nẹ đợt tì tự có lịch tế có về một mặt cả đời này mềm 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 thế mềm đấy à lưng dôn prôm này prôm thang tụ bay chạy ca sự thiết thì chạy mấy cả đời ngôn tức dân mấy cả đời tại chất đâu cứ cả đời và hỏi mình ai tự chạy trong tay ngôn tức tê mềm mình rương mùi nhảy nhau rương nó rương mềm tên lắm mình đã nhốt nè thơm ác vào chân này ôi ta kể lại nâng đầu miên nơi khai vô sạc chưa thấy con rô của con mùi tiết ôi bà đầy đợi kịch thà ôi của con cao ôi nâng kế thay ra xa bà đầy nâng tờ mà nó khuôn này nó vừa sẵn lạc nó hát cao ơi kê mến nè thầm mà ban của quân chắc lo mình tên này à thế cậu chăm rô tiết tỉ cậu mê rô tiết tỉ được cậu chưa lùm ra cậu chưa lùm ra ở đây đúng không ạ đây con đứng tuần tự đi thôi cật chư chẳng rô của quân mới tiết ao đang tự rô của quân mới tiết ao cật thức thật chắc con đứng với sẵn lạ phê điếp ca oi kê hào nhìn đúng phê điếp ca oi kê nâng kê hào thờ điếp trầy ấy trầy tập bốn á đăng thả chết đau về điện trầy nó như bị quật thở về cái đau sâu về sâu về sát quật ngút tật tật phần ngút mấy câu bị ớt mặt á à chết về chua chỉ bón lên á cái đau được không cái đau không thế nhở nè đó là môi tiền ở đường cất đài đường bộ quân nâng cất nè Rosie chân nạp chân hồn cất tập cặp ô lụa ở bên đây là chạm tiền hay nâng bên rừng nâng có bí sơ rừng cao sơ mai ở lâu lớn nâng nâng cố sẵn đồng ở đây của quân tư bạc dù bê gọc hai dân tứ còn ọc sọc cất cất tổ buộc nè nè đờ tổ buộc cất màu vĩnh ọc khởi vào đây ọc toàn khẳng này nè sẽ đọc nơi chuyện nâng chùn bôn của xa lũng nè bòn sẵn nàng nè nè bòn bàn bôn chờ nè xùm ạ nằm mô tình yêu bôn phong cho nè có thật xa thuốc hay bôn ấy
្តីអ្នកបងទៅបួសហើយលើតែប៉ុណ្ណឹងបញ្ចោតាំងពីផ្ទះទៅដល់វត្តក្តៅវេទជ្ជៈនឹងក្តៅវេទជ្ជៈមួយទៀតដូនជីម្នាក់តែបានចង់និយាយពីអាកិលេសវាដុតណាវាដុតមិនខ្មិចពេលខឹងប្តីចឹងទៅនិយាយមិនត្រូវគ្នាក៏ទៅបួសដូនជីប្តីងងមកវិញមិនក៏មកតែប៉ុណ្ណេះអញឆ្អែតហើយអញឆ្អែតហើយអញ្ចឹងដឹងមិនទេដល់ប្តីផ្ញើទៅនឹងទៅថាបើមិនមកវិញទេខ្ញុំសុំយកប្រពន្ធមួយទៀតណាដល់ចំចំណុចមានអីមកទាំងសអាដេកគេមកអីទៅណាស់ណាស់មែនទេរើសនឹងមែនទេទៅនោះមកអីដល់មកអ្នកផងគេថាចុះខាងទៅវិញអីទៅបួសហើយហីខាងលះបងហើយហីអីមិនក៏នៅចោតជាពាក់អង្គរទៀតបើក៏ដោះស្រាយថាមិនក៏ថាអើខ្ញុំមិនទស្សដៃតែពេកហ្នឹងទេប៉ិនខ្ញុំខ្លាចបែកគ្រាប់សម្បត្តិថាក្តៅឬក៏មិនក្តៅក្តៅទេគ្មានអីក្តៅជាងក្នុងចិត្តហ្នឹងទេក្តៅថ្ងៃចូលមកលុបបានមែនទេស្អុះស្អាប់មុតទឹកបានតែក្តៅចិត្តនេះមិនងាយសោះឡើយក្តៅកម្ដៅខាងក្រៅមិនអាចដុតកម្ដៅមនុស្សឲ្យសម្លាប់មនុស្សបាននេះមែនឬមិនមែនក្រំតែក្តៅថ្ងៃមិនដែលមានកម្ដៅណាខាងក្រៅមកដុតកម្ដៅមនុស្សឲ្យមនុស្សទៅសម្លាប់គេទេតែមានតែកម្ដៅខាងក្នុងប៉ុណ្ណោះដែលអាចដុតមនុស្សឲ្យទៅសម្លាប់គេបានមែនទេដូចភ្លើងប្រចាំជាដើមប្រចាំនឹងជាភ្លើងអាចដុតកម្ដៅមនុស្សឲ្យទៅសម្លាប់គេឲ្យទៅជាទឹកអាស៊ីតដាក់គេមិនចឹងធ្លាប់លឺទេធ្លាប់លឺទេអញ្ចឹងភ្លើងខាងក្រៅនិងភ្លើងខាងក្នុងណាគួរឲ្យខ្លាចជាងយើងមិនដឹងឥទ្ធិពលរបស់វាមិនបានទេមនុស្សសម្លាប់គ្នាដល់ច្រើនមិនមែនដោយសារភ្លើងខាងក្រៅទេគឺដោយសារភ្លើងខាងក្នុងឃើញទេភ្លើងអីព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាតោសក្តិឃើញទេតោសក្តិភ្លើងគឺតោសៈគឺការខឹងក្រោធការគុំគួនការចងអធិកការព្យាបាទនេះឯងព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាតោសក្តិអក្តិនឹងប្រែថាភ្លើងតោសក្តិភ្លើងគឺតោសៈនឹងចឹងណ៎ណែដូច្នេះសេរីពិតប្រកបនៅក្នុងសេរី3ប្រការនេះមិនមែនត្រឹមតែងូតទឹកជំរះកាយទេគឺសំដៅទៅដល់ការអប់រំទូន្មានចិត្តដោយទឹកគឺមេត្តាធម៌ជាដើមយល់ទេយល់ពីសេរីនឹងទេហ្នឹងហើយប្រសិនបើយើងចេះត្រឹមលុបមុខចេះត្រឹមងូតទឹកចេះត្រឹមលាងជើងប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់លើកជារឿងក៏គេលុបក៏គេងូតទេហ្នឹងហើយមានអីអត់ចាតែអ្វីដែលជាលក្ខណៈសំខាន់នោះគឺជាអត្តន័យនៃការអប់រំជាកិច្ចគូដល់ការប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចឹងមែនទេមិនមែនមួយម៉ាត់មិនឆ្លើយមានចឹងដែរលោកតាលោកទេសនាអីពីមុនលោកទេលោកបាំងផ្លិតនឹងចិត្តទេទេទៅអង្គុំទេវីដេអូគេចាក់ដែរហើយមនុស្សមិនតាំងដែរបានមើលវីដេអូងើបទៅឃើញងើបទៅលោបលោបអត់ឃើញលោកតាឃើញចឹងងើបទៅប្រយប្រយប្រយអស់ហើយលោកតាចិត្តទេទៅនឹងឯងដល់បញ្ចប់រៀបរាប់មកប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្មតដល់កាលពេលវេលានឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងដល់អេវ៉ាំងលើសាធុតម្នាក់គាត់មានតែម្នាក់
មិនអ្នកលោកសរសើរមកញាតិញោមល្អណាស់ញោមគេទៅអស់ក៏មិនទៅដែរអានឹងចំពេញជាល្អមិនតែនឹងក៏ថាទេកណ្ណាដូចចាំមេក្រូទេកុំទៅជាប់មេក្រូទៅទៀតនឹងចាំមកបាត់ទេមិនបាំងផលិតទេទៅតែមើលហ្នឹងឯងបាត់លុយដេកឥឡូវសេរីនៅត្រង់ជើងម្ដងពីព្រោះនៅស្រុកខ្មែរយើងញញុំដឹងហើយដើរយកបលប់អីបលាក់ជើងមែនទេចន់ពួកចន់អីចឹងទៅមកដល់ផ្ទះត្រូវតែលាងជើងជាកិច្ចវត្តសំបីតែបព្វជិតអ្នកបួសហ្នឹងក៏ត្រូវតែលាងជើងដែរដើរទៅណាមកណាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចូលដល់ចំណុចត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាយើងអត់តាន់បានទទួលនៅសេរីសួស្តីពិតប្រកបអំពីប្រពៃណីដ៏បវររបស់យើងនឹងទេជើងគឺជាអវយវៈម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងមានចលនាកម្រើកពីទី1ទៅទី1លឿនជាងអវយវៈផ្សេងដៃយើងធ្វើអីនៅមួយកន្លែងអញ្ចឹងបន្តជើងដើរទៅនេះដើរទៅនោះអញ្ចឹងជើងក្នុងនេះគឺជំនួសឲ្យកាយកម្មកាយកម្ម3ណាសម្លាប់លួចប្រព្រឹត្តខុសកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃនេះឯងគឺជាគ្រឿងប្រឡាក់ជើងឥឡូវយើងទៅលួចគេទៅប្លន់គេរត់មកដល់ផ្ទះលៀងជើងមើលយានយងទៅប្លន់គេទៅសម្លាប់គេហើយយើងមកដល់យើងថាឲ្យមានសេរីសួស្តីកុំឲ្យជាប់គុកយើងលៀងជើងរួចទេរួចទេអត់ទេទៅចាប់រំលោភបំពានកូនប្រពន្ធគេហើយយើងថាខ្លាចគេប្តឹងខ្លាចគេផ្ដាល់ខ្លាចគេចាប់ដាក់គុករត់មកដល់ផ្ទះលៀងជើងរួចទេដូច្នេះអ្វីដែលជាការលៀងជើងពិតប្រាកដគឺសមាទាននៅសិក្ខាបទវាចាកការសម្លាប់ជីវិតវាចាកការលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហើយនឹងវាចាកការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកូនប្រពន្ធអ្នកដោះទេនេះឯងទៅជាសេរីសុស្ដីពិតប្រកបតាមផ្លូវកែអញ្ចឹងមកទួសេរីទាំង3ហ្នឹងសេរីនៅត្រង់ជើងគឺកាយកម្ម3សេរីនៅត្រង់មាត់គឺវចីកម្ម4សេរីនៅត្រង់ទ្រូងគឺមនោកម្ម3ចប់កុសលកម្មបត្តិនឹងគឺសេរីសួស្តីហើយយល់ទេដូច្នេះសេរីនេះមិនមែននៅត្រង់តែព្រឹកមិនមែនត្រង់ថ្ងៃត្រង់មិនមែនត្រង់ល្ងាចសូម្បីតែយប់ក៏ត្រូវការដែរហើយក៏មិនមែនកើតមួយឆ្នាំម្ដងនោះទេគឺកើតជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃលើអាត្មាសួរចាំឆ្លើយពេលព្រឹកសេរីថត់នៅត្រង់ណាត្រង់មាត់ស្អីដែលជាគ្រឿងប្រឡាក់មាត់ពិតប្រាកដពីសម្ដីអាក្រក់មែនទេចាំមែនពេលថ្ងៃត្រង់សេរីថត់នៅត្រង់ណាត្រង់ទ្រូងស្អីដែលជាគ្រឿងប្រឡាក់ទ្រូងពិតប្រាកដបេះដូងណាប្រឡាក់ទ្រូងស្អីដែលជាគ្រឿងប្រឡាក់ជើងពិតប្រាកដគឺអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយមានសម្លាប់មានលួចមានលោភប្រពន្ធកូនគេជាដើមប៉ណ្ណឹងចប់សេរី3ប្រកកាមានន័យល្អទេដូច្នេះកាលណាយើងយល់អត្តន័យពិតប្រាកដណាញាតិញោមនឹងមានមោទនភាពក្នុងការនិយាយក្នុងការធ្វើណាក្នុងការនិយាយក្នុងការធ្វើអាចពន្យល់ដល់អ្នកដទៃបានទៀតចឹងណាកាលណាបើយើងក្រំតែចេះធ្វើតាមតាមគ្នាដោយមិនយល់អត្តន័យទេដូចរឿងមួយកាលសម័យពីដើមអត់តន់មានចេះផលិតកោអីទេចៅអធិការម្ងងលោកអាពៀតសិស័កសិស័កនោះគឺក្បាលឲ្យទៅលោកឆាន់អលឹកឲ្យលោកយកសបអលឹកមកគ្រប់ឲ្យវាតិចណាអលឹកមិនជាអលឹក
គ្រូសូតដែលគង់ចិត្តនឹងម្ដាយសួរលោកថាហេតុអីបានជាគ្រប់សបអលឹងក្បាលដល់តែពេលលោកសួរទៅគ្រូសូតឡើងថ្មីមកធ្វើសកិច្ចអត់ទេឆានអលឹងហើយគ្រូឆានអលឹងហើយគ្រូធ្វើតាមប៉ុន្តែមិនយល់យល់ទេធ្វើតាមប៉ុន្តែមិនយល់វានឹងអន់ប្រពៃណីនឹងតែម្ដងប្រពៃណីខ្មែរយើងល្អច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ល្អច្រើនប៉ុន្តែដោយសារកូនចៅធ្វើតាមដែរតែធ្វើមិនយល់វាត្រូវអន់ប្រពៃណីនឹងបដ ாய் នឹងចឹងធ្វើដោយមិនយល់នឹងឧទាហរណ៍ដូចពេលដែលមនុស្សស្លាប់ដាក់កាក់ក្នុងមាត់ចឹងអីលោហតដល់កាត់បង្កើតជាបាត់ស្មូតប្រាប់ទៀតថាដែលគេបងដឹងទៅក្នុងមាត់នេះយកទៅមិនឯបានដោយទីតាត់ណែចូលនៅរាយរត់ណែអើយលើផែនដីយកទៅមិនបានដូចទៀតតាត់ចូលនៅរាយរត់លើផែនដីពកពេករកបង្កើហើយស្មូតឲ្យស្ដាប់ទៀតប៉ុន្តែដល់តែអ្នកធ្វើវាអត់យល់អត់យល់យល់ថាម៉េចយល់ថាដាក់កាក់ឲ្យទៅចាយតាមផ្លូវឃើញអត់យល់ទេហើយយើងគិតមើលទេមកកាក់នឹងចាយបានមួយថ្ងៃតែគិតដាក់មកកាក់ឲ្យនឹងចាយបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងឯងប៉ិនស្រុកនេះគឺមិនដាក់ទេណាប៉ិនស្រុកយើងដាក់ហើយបើជាបូជាវិញមានជំនឿប្រដេញប្រដាស់មួយទៀតថាបើកូនណាពេលរើធៀបនឹងបានកាក់នឹងបានការស្រឡាញ់ពីឪពុកម្ដាយនឹងដល់តែជួនកាលកូនខ្លះជាអ្នកថែរក្សាឪពុកម្ដាយនឹងអត់បានទៅបានទៅលើកូនថាដែលម្ដាយមើលនឹងអ្នកដែលបំរើម៉ែអ៊ំជេរម៉ែអ៊ំទៀតអយុត្តិធម៌គេប្រដេញប្រដាស់អត់ជុំមិនបានចាស់ចាស់យើងបង្កើតប្របីនៃនឹងប្រាប់ថាកុំខានឡើយដាក់ក្នុងហបាំងសុំបីទៅដាក់ក្នុងមាត់ក៏យកទៅមិនបានដែរអញ្ចឹងកុំលោកលុនឲ្យហួសល្មមរហូតទៅដល់លួចឆក់ផ្លន់អ្នកដតីដើម្បីត្រឹមតែរស់ចង់ប្រយល់ចឹងហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់ថាសុំបីតែមកកាក់ក៏យកទៅមិនបានដែរប្រាប់ចេះតើយល់ទេយល់ទេយល់ថាម៉េចចឹងហ្នឹងគឺថាមានអីយកទៅទេអញ្ចឹងបានថាអ្វីដែលពពាក់បរោះយើងបានបង្កើតមកសុទ្ធតែជារបៀបប្រស្នាហ្នឹងជារបៀបប្រស្នាប៉ុន្តែបើកាលណាយើងមិនយល់ប្រកបជាអន់ប្របីនៃនឹងតែម្ដងអន់ដោយសារតែយើងមិនយល់ដូច្នេះថ្មីរៀបរំមកប្រហែលប៉ុណ្ណេះយើងយកមានបញ្ហាអីទេមានកំងអីឲ្យថ្មីទេមានអីចង់សាកសួរទេមានទេថ្មីជួយចិត្តដោះស្រាយសំណួរជាតិបើទេទៅជាទេម្នាក់ឯងនឹងមានអីអត់មានស្កាត់ឈឹងតែចេញមកនេះមកចេញមកនេះមិនចូលក្នុងប្រសាទខ្មែរអ
ដែលខ្ញុំយ៉ាងខ្ញុំបកអណាឧបាសកញេះឡងឌីនៅក្នុងក្រុងប្រូវីដិននេះបានឮព្រះអង្គចេះស្នាមពីកិលេសកិលេសហើយខ្ញុំបកណាក៏មានចំណងចង់ដឹងអំពីកិលេសពីព្រោះខ្ញុំកណ្ណាធ្លាប់បានមើលសភុឃើញគេនិយាយថាតណ្ហាវាមាន108កិលេស1500តែខ្ញុំកណ្ណាមិនដឹងថាកិលេស1500គេរាប់យ៉ាងម៉េចសូមបតីគុណសូមជួយបកស្រាយតោមរតនីតាមពិតកិលេសមានតែ10ទេប៉ុន្តែដោយសារវាមានគ្រឿងជាប់ជំពាក់ដែលជាអារម្មណ៍របស់កិលេសហ្នឹងណាគឺកិលេស10ហ្នឹងមានរាគៈទោសៈមោហៈអីជាដើមហ្នឹងត្រូវគុណជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់កិលេសនោះដូចជារូបមាន28រូប20ហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹងចេតសិក52ហើយបូកនឹង71គុណនឹង3ទៅគុណនឹងពេលវេលាហើយគុណនឹងទ្វារទៀតវាកើតតាមទ្វារភ្នែកតាជាច្មោះម្ដាក់កាយចិត្តហ្នឹងហើយយើងចាំគុណមើលទៅណាគុណតាមទ្វារគុណតាមរូប28គុណតាមចេតសិក52ចិត្តយកតែមួយទេហើយគុណនឹងកាលទាំង3ទៀតគ្រប់1500ហើយអ្នកខ្មែរក្រណែឲ្យកម្រិតគិតប៉ុណ្្នឹងចាស់ហើយតណ្ហា108ចឹងទៅវាចុះបន្ថយមកដោយសារអឺតណ្ហាមានតែ1តន្តែ1ហ្នឹងវាជាប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍គឺរូប28ហ្នឹងចិត្តសាស52ហ្នឹងហើយអឺតាមទ្វារដដែលហ្នឹងហើយនឹងគុណនឹងអារម្មណ៍ទាំង3ហើយយើងគុណទៅនឹងឃើញ108ហ្នឹងហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្មែរក្រំតែឲ្យកលឹកគិតប៉ុណ្ណឹងចុះនៅទីនេះបាទមានអីទៀតនឹងព្រះកលោព្រះកលោអាព្រះកលោដែលជាខ្ញុំចង់សួរថាម៉េចសួរថាហេតុអីបានចឹងណាអាយល់ហើយយល់មកយល់ខ្ញុំចេះប្រើទូរស័ព្ទហ៎ចេះប្រើទូរស័ព្ទបើអត់ដាក់លុយទេខលចេញអត់ប្រកាសទីឆ្លើយថាទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកស្ថិតក្នុងតំបន់ថោកទាបមនុស្សយើងកើតមកណាកាយចេតនៈដែលប្រើដំបូងភ្នែកឯនឹងទេជាយល់ណាភ្នែកឯនឹងទេជាគឺជាកន្លែងប្រមូលព័ត៌មានអញ្ចឹងក្មេងកើតមកគឺវានឹងឆ្លងតាមអ្វីដែលនៅវិញជុំវិញខ្លួនមែនទេបញ្ហាអញ្ចឹងសម័យយើងនៅពីក្មេងស្រុកយើងមិនសូវជួបប្រទេសទេមែនទេតែកូនមិនក៏រូបឪពុកម្ដាយមិនសូវជួបប្រទេសទេមែនទេហ្នឹងបើមានតិចតួចណាស់ឥឡូវច្រើនទេសម្បូរទេសម្បូរមិនមែនតែនៅអាមេរិកនេះទេនៅខ្មែរយើងក៏សម្បូរដែរសត្វតាមពិតរឿងនេះអត់មានអីផ្លែទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងព្យាករទុកតាំងពីជាង2000ឆ្នាំមុនថាអ្វីៗវានឹងប្រែប្រួលហើយនៅក្នុងសុបិន16កន្លែងព្រះជាសុបិនឃើញថាតំណតទៅមុខវានឹងដល់ពេលកូនគោលែងឈប់ឈប់បែរដោះមេគោបែរជាមេគោមកបែរដោះកូនគ
cô đang lưu thế tên đó nè sợ bẩn đó nè anh ấy chỉ cả prai prul suốt là prai prul đòi xa ở vầy prai prul từ 8 ông nay kể lại robot sát lưng quý anh mình ấy play cho nhìn nhau anh mình ấy play để cả prai prul là sai cả ta phí tí mới cả ta cổ xa tí phí cả ta sống cùng nước nông trước đây của lúc của xa sọc máy kìm dễ thả sọc thằng ngày nít ông phúc mà đáy biến ở tìm bôn lơ con tay mà phê phía rồi đi xa la riêng biến ở tìm bôn lơ con có tay mà phê phía rồi đây tay xung cung kháng krau xung cung mất phẹt học sập phía rồi biến ở tìm bôn khăn lơ khăn mẹ đừng mẹ nâng à cả là thông tích con trai dùng bệnh viện chuyển thông bằng chăng chăng mấy cô nâng cao nó ai chân tầm bóng thế cứ ở đây nâng chung bệnh luôn nâng ạ à. Tớ nâng khăn nông mông côn là sốt bóng sẵn này thật đồng bây ở chỉ vứt nít đá trông đá trông mên mông côn bất bộ khắp trên mô tầm bộ phòng thả mệnh ác xê và nà chặt bìa liền nèm ca bần sạp cung bộ côn bìa mấy tớ đã thả bộ côn bìa bìa miên bay chùm này muối pelo lồng ngôn mình đang cuốn tổ đang hạ pel đấy này tí pí pelo khẩu mình trăm tay lồng ngôn thế đa lên đẹp đẹp điện vừa cọ điện tí bay ở tay pelo khẩu lồng ngôn hay vừa cọ cày lề tiếng bay nít đại chặt chim bồ câu đại mình cua sẽ cổ chân mà nuôi dưỡng chlo mấy chlo tam sầm cùng nhận lầm xem cục mà nuôi bạc ná viên đằng tư chỉ mà nuôi bạc nụ bây giờ mai sang put vô và tê tục đặt mình tên từ nằng cứ can nơi chỉ mũi nâng mà nuôi bạc ná mà nuôi đằng tư chỉ mà nuôi bạc nụ chân mà nuôi đại côn nơi chỉ mũi cứ tiền tí tiền cua xá hơi nâng mình thể đại côn nụ xem cục sầm cùng đằng nơi nằng phải nhận nhôm cùng cùng tha lời tại cô nhận nhôm xong bây giờ lục xong có phải bài thưởng cô nhận nhôm này xong bây giờ nhận buộc có phải này phải mày ăn mát phần riêng lâu về mà đào về này về chiêm đọc chén nào đọc bài đọc buồn chén nào phần riêng lâu chẳng côn sa ca bị chiêm đọc chén nào muốn nên côn sa lớp có khóc này được không hay đây hay bà đi dây bí sắc sắc có thầm mẹ mình mà sự kiện mời bên lần đầu riêng sọc sài chôn nọ bọt lúc rưu thầm mẹ nóng lô tư bọn mẹ nàng bàn lúc chơi tình châm phong và riêng phong chân tới sắc sắc có rung lúc đỡ bốc chẳng chẳng đó bên bà lòng chọc chô mà riêng ốc nông bình lúc rưu lộng sau miên lôi cả ấy sắc sắc nâng ạ kịch vang mai thô mẹ ấy nọ rích ra này chân tới về lô chiếm cổ lấy cửu cửu à thì cửu ấy thì cửu cửu có một bàn châm tiết của lô ớt ấy đá phê chẳng hát trâu riêng lôi nếp tình những hàng chẳng miên đây tha tự tu khó trâu riêng luôn lên lên cửu nè mà nè đôi chân này xong phải đẹp đi xâm lạc quân là thô bằng mình đúng giờ lên giờ lên bây giờ mai sang quân sầm đánh thả mệnh chế sạp ruột phải chế tập lái ngon bản chất đạo chế đạo mà được xây sạp ruột cả được xây tập chính cá ngó bảy đạo bọc bọc có sạp ruột cả mê xe ác sật đỏ cao côn mà đó sạp giang nam mình bọc côn phía tập biên liệp chở sạp tầm mỏ sạp ấy sạp côn là thua trên nam mưa trong nam và tây nam cả đời ôi tài xong cửa đẹp căn tay chụp rắn chưa lương tới tiếc thật quân sai mai ở đây lên vậy chơi lên sông vậy thế nhỉ xong bây giờ lô bu hay ca nâu sẽ chỉ đập xỉ chua mà đó đây không xỉ mình đừng tập mùi này mình đừng tập mùi phần té đây nhìn nhóm chân đang đâu mai xe mà đó mà đi xe
អត់ប្រែទេនឹងជាសរាប់ជ្រៀងថាម៉េចដីថ្មីចិត្តថ្មីមិននោះនៅដដែលទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងមកពីអីញាតិញោមថានៅប្រទេសខ្មែរដោយសារកើតនៅណោះឥឡូវថានិយាយជាទស្សនវិជ្ជារួមថាវាជាសម័យនៃការវិវត្តកិលេសសត្វលោកកាន់តែសម្បូរមនុស្សកាន់តែឆ្លាតផ្គុំភ្លើងកិលេសច្រើនជាងគុណធម៌ជាសម័យដែលប្រកួតប្រជែងហើយញាតិញោមក៏ត្រូវដឹងផងដែរថាវាជារឿងធម្មតាពីព្រោះអីវាត្រូវតែអញ្ចឹងនៅសម័យជឿនលឿននេះឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការច្រើនខ្វះពេលនៅជាមួយកូនមែនទេភាកច្រើនមែនទេអញ្ចឹងកាលណាខ្វះភាពកក់ក្ដៅនៅជាមួយកូនកូនធំបន្តិចស្និទ្ធមួយពិតមិត្តភក្តិជាងវាជារឿងធម្មតាព្រោះយើងវាអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលនៅជាមួយពេលទៅតែអញ្ចឹងហើយចំណាំមើលកូននៅស្រុកនេះក៏ដោយតែអាយុ4 5 10ឡើងទៅគេមិនធ្វើសឹងចង់ដើរលេងមួយម៉ែទៀតមែនមែនទេនឹងជួយកាន់នៅមួយម៉ែម៉ែស្ដីឲ្យប្រើអំនេះខ្ជិលដល់ទេទៅវិញណា Hello darling អូសិត darling ហើយនិយាយមួយម៉ែស្ដីព្រឹកស្ដីអំនេះខ្ជិលមែនទេណានឹងរឿងធម្មតាហើយវាវិវត្តទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាមួយនឹងការវិវត្តអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាតើយើងបានផ្ដល់អីឲ្យក្មេងទាំងអស់នោះតើសង្គមបានផ្ដល់អីឲ្យតាមពិតក្មេងកើតមកអត់ចេះអីទាំងអស់ញញឹមត្រូវដឹងថាក្មេងកើតមកគ្មានចេះដឹងអីទាំងអស់អ្វីដែលក្មេងទទួលបានគឺមកទទួលពីមនុស្សសម័យហ្នឹងឯងក្មេងអត់បាននាំអីមកទេមែនទេសូមបីភាសាសម្រាប់និយាយក្មេងមានយកមកអត់អត់ទេគឺតទេចេះដូចហាត់ដូចតទេក្មេងកើតមកដំបូងដូចកុំព្យូទ័រតទេអត់តាមមានប្រូក្រាមអីទាំងអស់យល់ទេស្គាល់កុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយចុះក្មេងនឹងវាទៅជាយ៉ាងណាដោយសារអីមិនក្មេងនឹងយកមកទេគឺទទួលឥទ្ធិពលពីសង្គមនៅជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងចេះខ្មែរសុទ្ធក៏ដោយបើកូនងាយយកមកដល់ស្រុកនេះចេះភាសាអីចេះភាសាអីណាស់ណាកូនអាមេរិកកាំងសុទ្ធយកទៅទុកស្រុកខ្មែរចេះភាសាអីហ្នឹងហើយសួរតែក្មេងបានយកភាសាមកទេអត់ទេជេរមួយម៉ាត់ក៏មិនចេះដែរដំបូងមែនទេអញ្ចឹងបើតូនក្មេងអត់កើតទេចាំមិនបានចេះនិយាយថាដំណាំមិនល្អគេមិនត្រូវបន្ទោសដំណាំទេមកពីអ្នកដាំខ្វះបច្ចេកទេសមែនអត់យើងអ្នកមុនទាំងអស់ហ្នឹងសឹងអ្នកដាំហ្នឹងយើងជាពុកម្ដាយហ្នឹងសាលារៀនទាំងអស់សឹងតែជាអ្នកដាំគំនូមិនល្អគេមិនមែនទៅបន្ទោសគំនូទេគឺជាអន់មែនទេមកពីជាអន់ឥឡូវសូមបេតាសង្គមយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ិននៅស្រុកខ្មែរយើងក៏គេហៅថាពិនិត្យមើលមើលចរិតអ្នកដឹកនាំបើចៅអធិការនឹងលោកមានសភាពរៀបសារពាក្យសម្ដីអីនិយាយល្អល្អកូនចៅក្នុងវត្តនឹងនិយាយរកគ្នាល្អល្អដែរមានវត្តមួយនោះចៅអធិការហៅគេអាទាំងអស់អានេះអានោះលោកសំក៏ហៅអាប្រសក់ក៏ហៅអាកូនចៅមកវត្តនឹងហៅអាទាំងអស់ឃើញអាត្មាធ្លាប់ទៅរៀនវត្តមួយតាំងពីឆ្នាំ93 20ឆ្នាំគិត21ឆ្នាំទៅដល់អាត្មាវាភ្ញាក់ពីព្រោះនៅវត្តអាត្មាមិនដែរហៅគ្នាអានណាហៅអរសោហៅទីគុណម្ចាស់អីចឹងកណាអីចុះឡើងចុះឡើងមានសាមណេរមកឃើញគេដកស្មៅអាត្មាទៅដកអង្គគេលោកសួរអាត្មាដល់លោកសួរមែនមិនទេហែងមកពីណាអាត្មាខំមើងលៀនមកសានអមេតក្មេងមកនៅពីក្រោយអាត្មាសួរចឹងឯងមកពីណាសួរណាគេសួរឯងហ្នឹងអូទីគុនចាស់សួរកណ្ណាអើភ្ញាក់ភ្ញាក់
មកវត្តនឹងគេថាលោកហៅគ្នាអាទាំងអស់មានអត់មានពាក្យកណែអត់មានពាក្យអាត្មាអត់មានពាក្យអីទាំងអស់អញហ្នឹងអញហ្នឹងចឹងហ៎វត្តខ្មែរយើងហ្នឹងអត់មានជនជាតិភាគតិចអីទេនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងប៉ុន្តែកាលនោះអាត្មាទៅតែអាយុជាង10ឆ្នាំទេប៉ុន្តែអាត្មាចង់ចាញ់មនុស្សទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអាត្មាប្រាប់ពាក្យល្អអ្នកណាហៅអាត្មាអញហែងហែងហែងអាត្មាហៅសិទ្ធិអតិគុណអាត្មាហៅសិទ្ធិលោកគ្រូអាចារ្យយូរយូរខ្មាស់ណាស់លេងហ្នឹងអាត្មាហៅអាត្មាអាចុងក្រោយសុវេជ្ជាធិការក៏ជួបហៅអាត្មាអាដែរចាំមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាម៉េចអាចអ្នកសាធុងសាធនីជានេះឈ្នះបុគ្គលអាក្រក់ដោយធ្វើល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមើលមេមិនកូនអញ្ចឹងអ្នកធំអញ្ចឹងណាអាត្មាទេសនានោះប្របាក់ទេជាងគេគឺបងអ្នកធំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទគឺអ្នកខ្លះគេថាអូអ្នកទូចទូចមិនបានតាមពុតអ្នកធំនេះដែលមិនតាមបានហ៎អ្នកធំខ្លះអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយធัวទេគេគ្មានគោរពធัวទេប៉ុន្តែបើអ្នកធំខ្លះគាត់គោរពវិញណាអង្គរៈតាហ៊ានឬក៏កូនចៅទាំងអស់មកស្ដាប់ដែរបើថាអ្នកធំមកអង្គុយក្បែរគ្រែអាត្មាអញ្ចឹងណាកូនចៅស្ដាប់ទាំងអស់ភ្ញៀវឯដំរបស់គេនឹងមកស្ដាប់ទាំងអស់គេមើលតាមេតាយល់ទេអ្នកធំខ្លះគាត់នឹកឈ្មោះថាដើមប៉ុនណាប៉ុនគ្មានអង្គុយក្បែរគ្រែទេគ្មានហើយតាមេប៉ុននឹងអត់នៅនឹងហើយកូនចៅអង្គុយផឹកស្រានៅក្រៅយល់ទេអញ្ចឹងកូនចៅឆ្លងតាមមេឆ្លងតាមកូនចៅណាអញ្ចឹងអ្នកកើតមកសម័យថ្មីគ្នាគ្មានតោះទេគឺអ្នកដែលកើតមុននេះហើយជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យគ្នាយល់ទេអ្នកនៅជុំវិញនឹងជាឪពុកម្ដាយខ្លះជាអ្នកសង្គមខាងក្រៅខ្លះជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យគ្នាមែនទេមែនមែនអត់មែនអត់ព្រោះយើងទាំងទាំងនៅខាងក្រៅនៅខាងក្នុងគឺថាយើងនៅសល់តែសម្បកទេកូនចៅយើងអត់បានស្ដាប់ធัวអប់រំពីគុណនឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យគ្នាស្គាល់បើយើងអត់បានបញ្ចូលឲ្យមានប៉ុណ្ណឹងអាត្មាទៅទេសនាភិកច្រើនជាតិញោមសំឡងពោះឲ្យទេសរឿងគុណព្រោះប្របាក់និយាយកូនពេកនិយាយទៅលើតាម៉ែហ្នឹងកូននឹងនៅណាបងហ្នឹងដូចអាត្មាថាចឹងបើយើងប្រើទូរស័ព្ទទូរបញ្ចូលលុយនៅក្នុងក្មេងហ្នឹងយើងមិនដែលបញ្ចូលគុណធម៌ឲ្យគ្នាផងឲ្យគ្នាមានស្អីឲ្យគ្នាបានអីគិតមែនទេរហូតដល់នៅមកពោះជាមួយអាត្មាហ្នឹងអង្គខ្លះដល់លោកមកគួរមករៀនពីគុណនេះចឹងទៅអាយុឡើងជា20ហើយបានដឹងថាអូម៉ែអូនមានគុណចឹងនោះណារៀនដល់បាក់ដប់ហើយនឹងគ្មានដែលអ្នកណានិយាយពីគុណម៉ែអូនមិនទេគ្នាអត់ដឹងសោះទេមកមកសារភាពប្រាប់ខ្មែរចឹងរៀនចប់បាក់ដប់អាយុប្រហែលមិនជិត20ហើយហើយលោកថាមិនដែលលើគ្រូណានិយាយថាគុណម៉ែអូនចឹងចឹងអត់យ៉ាងច្រើនចំណាត់ទៅទេចិត្តជម្រាបសួរម៉ែអូនគោរពម៉ែឪនិយាយប៉ុណ្ណឹងក្រំតែឲ្យគោរពតែគ្មានហេតុផលដល់តែលោកមករៀនធัวនេះរៀបរាប់ពីគុណចេះចេះចេះចេះចេះលោកគ្នាលោកថាដឹកភ្ញាក់ពីដេកចឹងលោកខំតណែនាំបងប្អូនលោកយល់ទេចឹងបានថាសួរសិនថាប្រើទូរស័ព្ទយើងបញ្ចូលអីបាននិយាយកើតបញ្ចូលលុយយ៉ាងណាបើចង់បានសេចក្តីល្អពីកូនត្រូវបញ្ចូលគុណធម៌ឲ្យគ្នាសួរថាតើសង្គមយើងបានបញ្ចូលឲ្យក្មេងអត់ក្មេងអញ្ចឹងវាសមណាស់មានអីចម្លែកទៅក្មេងដែរបានស្ដាប់ធัวផងមែនសែនសែនហ្នឹងស្ដាប់ធัวនៅហ្នឹងមកវាស្ដាប់អត់យល់ហ្នឹងហើយមកវាស្ដាប់មិនយល់ហ្នឹងត្រូវហើយត្រូវហើយយើងសពថ្ងៃវាមានដូចយើងមានឆ្នាំមកទូនៅប្រទេសជាប្រទេសយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាល្អណាស់ប៉ុន្តែដូចការដែលមានឆ្នាំមកទូវិញអត់ផឹកចឹងគឺអត់បាត់ឈឺទេ
Nhân lễ. Nhân nhôm à? Nhân nhôm. Nhân nhôm. Nhân nhôm ban ốc đàn ông bị cừu bệt màu. Ban năm để chết bị chết bị chết bị cừu bệt màu. Xong ở trâu tam trường người nhân nhôm tại mưu tình cho phần này thì. Mùi tiết nhận nhóm miền thân mật tu được nông tiết tại ốc đăng vị thi lê tê, nam miền phải gió chiêm. Thân mật tu được thân mật cho các nam miền phải gió chiêm. Mùi cái chóp đây với tao rộp nhớ vì miền phải gió chiêm. Giờ lệ. Thân mật tu nó phát quyền trâu ốc đăng. Trời ơi, nhóm xua nó lỡ hay mình miền ấy thân mình lỡ, tới phần thà, mùi là hai. Khmer đang bị trên mạng ớt đăng ấy nâng. Vì xong đến chẳng ưu tiên hát thất đối Khmer để biến ở dụ ở lâu thang. Mà nước sử mây ở lớn ấy, ở dụ tung sai, tung ấy ở lớn ấy. Cứ chỉ Khmer sử mây bột bột. Mày nói. Cứ chỉ Khmer sử mây bột bột, sử mây bột bột miên sử là riêng dây. Trên bị bột bột mà huynh đó PK vào đây một buôn bạc. Thưa mày ok bạc, ớt chết vào đáo tôn mất á. Nè chạy này nằm côn, tự chạy nằm dây mùi côn, ớt ấy, đang được khóng chê vào đầu. Sự tập bàn xây tự hồi côn. Mẹ nế? Dơ? Dơ lế? Dơ lế, nâng ngài chẳng. Chẳng bị bắt xa máy côn côn á, mẹ chọc trâm thanh vân mẹ cả ra, cứ bị bắt mà bao lọ ngay. Vì bố ác với chia nơi xa máy nó ớt bàn riêng. Hơi, chả rắc. Đại học trâu biết biến khi nó bị chọc nó khu các bạn mà. Mình đấy. Nên là đặt chọc màu. Hơi rốt nó dương ấp tâm chia bên tế này. Cả nàng để dây bị đương chân chân tới chung cá bộ bạch. Ở lúc dây được con tốt bộ bạch đặc nghĩa là. Nhông bạn chết, nhông bộ bạch chết được ách cô. Mình đấy là chừng ngư nó chư toàn bạch đấy. Nâng hả nâng hả. Sao lưng bên ấy kia đi. Nhưng khiến thật ná thay đổi. Nhưng thật ná sống xua bỏ áo tình diện vì con bị giáo chung buộc của quốc tật thô và sau đủ ấy miền quốc bỏ ra xa tiếng môi chung nướng chết thà. Hẹn ấy của quốc bạn rạy nịp tiền hỏi, hai bỏ áo mình tự lọc bình tế. Hỏi, hẹn ấy bạn dương chạy tài. Cứ rốt bố chia thoai ni thoai nụt đo tự ổng. Mà hỏi, khiến vật ná chọn, xong ở bỏ áo chui về nhé cầm phương. Đó, quốc bỏ sắp đèn, nơi mình toàn vô cho bà. Xong, là xanh nhìn. Nâng à, chẳng bánh nhà hàng đi. Có mình bên bàn này thả. Nẹ đai cổng phông tay cổ rút nâng dô này. Nếu không quân bà ra tầm nẹ trái. Cứ miết chùm lệch bầy. Tìm mũi cứ anh nhiên nặng. Anh nhiên nắng bên này thả mình đang thả miên quân say khóng. Cô bọn đang chua xa ra dương mà cổ lộn khóng. Mà nế. Ất đăng quân đúng không. Tìm bí mít cha nhiên nặng. Đăng đáy tại đăng khổng. Đăng quân của ông thay một quân của ông đáy. Tôi vô tha bê thay một quân của ông. Ông ơi sẽ rây xuống đây. Nên đăng tại đăng khổng. Mùi tiết sang sử dạng. Sang sử dạng cứ sử đây xong say. Và quân đăng mềm mềm ọt. Mẹ nế. Mẹ nế. Mình thương một small small nữa hả. Mẹ nế. Nè nè, chùm nó chông cõi, đây là ô bọn phất cứ sang ma nhía nàng. Cứ đăng đòi bọc bấy, đăng đòi là ô. Nhân bàn nẹc là, rồi hôn đoàn nẹ can sát nẹc là kỳ tạch điên dưỡng. Dương tư khoảng của mấy rụp xì mong. Mẹ nế, rụp xì mong, rụp thmo, nông nên tư khoảng của mấy rụp lờ. Nâng à. Nâng à. Anh nâng mau bị nẹ tha nâng phơ thế đâm. Anh lớn mang phải vô tích nhận ông vô là. Nâng à. Nhân nhôm.
ដែលនិយាយទូរស័ព្ទហ៎ប្រសិនបើយើងមើលកាយវិការអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទហ៎ដូចនឹងឈួតចឹងអាឡូបកែកចុះបកែកឡើងម្នាក់អីឆ្កាដៃឆ្កាជើងនិយាយមួយទូរស័ព្ទហ្នឹងណាប៉ុន្តែគោលដៅនៃអ្នកនិយាយដាក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងឬក៏និយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់អាឡូបើយើងនិយាយថាអាឡូទូរស័ព្ទណាដូចជាចឹងអាឡូម៉ៃវានៅណាមានន័យថានឹងគ្រាន់តែជាបដិបចម្លងនាំសម្លេងទៅប្រាប់មនុស្សដែលយើងនិយាយរត់ទៅបន្តមែនទេបើសិនបើយើងនិយាយដាក់ទូរស័ព្ទនឹងឈួនមែនហើយតែយើងនិយាយទូរស័ព្ទមិនមែននិយាយជាមួយទូរស័ព្ទទេគឺនិយាយជាមួយនរណាដែលយើងចង់និយាយជាមួយមែនទេយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងសូត្រថាម៉េចអិតិបិសោភគវេអរហង្គព្រះដ៏មានប្រភពអង្គនោះទ្រង់ប្រណិមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសត្វសត្រូវគឺកេតលះគ្មាននរណាដែលសូត្រថាអិតិបិសោភគវេអរហង្គខ្ញុំព្រះអង្គសូត្រថ្វាយបង្គំព្រះអង្គសិមងមិនមែនយើងមិនដឹងថានឹងស៊ីម៉ងឯណាមានយើងមិនដឹងថាថ្មឯណាទៅយើងប្រើពាក្យថាមានព្រះពុទ្ធរូបស្នងអង្គពាក្យថាស្នងមានន័យថា represent តំណាងយល់ទេតំណាងនៅក្នុងសាសនាណាក៏មានវត្ថុតំណាងដែរបើមិនជារូបជាមនុស្សក៏មានស្អីមួយតំណាងដែរមែនឬមែនមែនអត់ត្រូវថាជាវត្ថុតំណាងគ្មានពីណាដែលថ្វាយគុំខ្ញុំបងសូមថ្វាយគុំបងសិមងណាទៅថ្វាយគុំធ្វើចឹងជាវត្ថុតំណាងឧទាហរណ៍យើងទុករូបថតឪពុកម្ដាយជាទីរលឹកចឹងគេថាឈួតទេទៅមើលកណ្ដាស់គេមិនឈួតទេគេមើលមុខនឹងគេស្គាល់ម៉ែអូគេចិត្តគេវានឹករលឹកដល់ឪពុកម្ដាយគេមិនចឹងមែនអញ្ចឹងឲ្យតម៉ែអូស្នាប់ទៅដឹករូបថតចោលល្អទៅមែនទេតាមពិតរូបថតគឺជាអ្វីគឺជាទឹកខ្មៅទឹកក្រឡោក៏ដែរប៉ុន្តែកាលណាគេគុំទៅវាចេញជារូបទៅគេទុកជាទីរលឹកឪពុកម្ដាយរបស់គេមែនឬមែនអញ្ចឹងថាគេភ្លឺដែរមែនទេគេមានន័យរបស់គេមែនទេបើបើនិយាយពីស្នេហាវិញកូនកសែងតែនាងឲ្យមកលើកូនកសែងមកមើលទៅវានឹកម្ចាស់គេណាមែនទេដូចសិនស៊ីសមុទ្រកាត់ជ្រៀមកន្សែងស្រីប៉ឆ្លាក់មក